Tiếp tục với các thông tin mang tính cảnh báo, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines và đang tiến vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023. Từ 16 giờ ngày 31 tháng 8, bão Sao La mạnh cấp 15 giờ cấp 17 ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 370 km về phía đông đông nam. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ là từ 10 đến 15 km/h. Đến 16 giờ ngày 1 tháng 9, bão số 3 mạnh cấp 14 giật trên cấp 17 ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 100 km về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Đến tầm 16 giờ ngày 2 tháng 9 tới đây, bão số 3 mạnh cấp 12, cấp 13 giật trên cấp 16 ở vùng biển Quảng Đông, Trung Quốc. Nhận định về cơn bão Sao La, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khả năng bão Sao La ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển ở đất liền nước ta là không cao. Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới đây, cơn bão này sẽ không gây ra hình thái thời tiết xấu trên đất liền.